Xin trân trọng kính chào quý vị khán giả đến với kênh Thời sự và Giải trí. Sau đây, xin mời quý vị cùng đón nghe bài viết Để ngăn chặn dã tâm và hành vi bành trướng của Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc cần củng cố, tăng cường sức mạnh và hỗ trợ cho Đài Loan. Xin mời quý vị cùng đón xem nội dung chi tiết. Đài Loan nằm ở ngoài khơi Trung Quốc, là khu vực cốt lõi của nền kinh tế Trung Quốc và là một địa điểm chiến lược để ngăn chặn dã tâm và hành vi bành trướng của Trung Quốc. Tại sao Đài Loan rất quan trọng đối với các quốc gia bộ tứ kim cương Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc? Có ít nhất 3 lý do tại sao Đài Loan rất quan trọng đối với nỗ lực của các quốc gia bộ tứ kim cương để chống lại chiến lược của Trung Quốc. Đầu tiên, Đài Loan nằm ở ngoài khơi Trung Quốc khu vực cốt lõi của nền kinh tế Trung Quốc và là một địa điểm chiến lược để ngăn chặn dã tâm và hành vi bành trướng của Trung Quốc. Nếu Đài Loan đang hợp tác với Hoa Kỳ và Nhật Bản để gây áp lực quân sự lên khu vực ven biển Trung Quốc thì Trung Quốc không thể tập trung ngân sách quốc phòng và lực lượng quân sự vào khu vực biên giới Ấn Độ Trung Quốc. Hơn nữa, Đài Loan nằm giữa biển Hoa Đông và biển Đông và do đó Bắc Kinh không thể tập trung lực lượng hải quân mà không đi qua vùng biển gần Đài Loan. Nếu Đài Loan và Trung Quốc được kết nối vật lý, Trung Quốc có thể sử dụng sức mạnh hải quân của mình hiệu quả hơn nhiều. Thứ hai, Đài Loan là một nguồn thông tin quan trọng về Trung Quốc. Khi đại dịch COVID-19 bắt đầu, Đài Loan đã chứng minh được giá trị của mình rằng Họ hiểu Trung Quốc như thế nào khi xác định chính xác những gì đang xảy ra ở đó vào tháng 12 năm 2019. Cảnh báo Tổ chức Y tế Thế giới WHO về khả năng xảy ra đại dịch. Đồng thời, Đài Loan đã chuẩn bị cho một đại dịch, một lý do cho thành công lớn của họ trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng COVID. Điều tương tự cũng đúng như tình hình quân sự và kinh tế. Đài Loan hiểu rõ thực lực của Trung Quốc. Đối với Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản, Úc. Đài Loan có thể là một nguồn thông tin rất quan trọng về Trung Quốc. Thứ ba, hợp tác với Đài Loan có thể là một lá bài ngoại giao hiệu quả cho Ấn Độ, Mỹ, Nhật và Úc để đáp trả các hành động khiêu khích khi mà leo thang của Trung Quốc. Ví dụ, khi các tàu Trung Quốc đi qua lãnh hải xung quanh quần đảo Nhật Bản Senkaku, các tàu chiến nhật bản có thể đáp trả bằng các chuyến thăm thân thiện tới một cảng đài loan vì trung quốc tuyên bố đài loan là một phần lãnh thổ của mình đây là phản ứng thích hợp ngoài ra vì những thành tiệu của nền dân chủ đài loan nó có thể là một mô hình dân chủ cho người nói tiếng trung quốc tại sao cần củng cố tăng cường sức mạnh và hỗ trợ cho đài loan vào thời điểm này như những gì nêu phía trên tầm quan trọng của Đài Loan là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản và Úc có thể mất Đài Loan vì Bắc Kinh đã và đang tăng cường sức ép đối với Đài Bắc kể từ khi Tổng thống Thái Anh Văn nhậm chức vào năm 2016. Đài Loan đang phải đối mặt với sự cô lập ngoại giao. Cuộc khủng hoảng COVID-19 đã khiến cho quốc gia biết rằng Đài Loan không thể tham gia các tổ chức quốc tế như WHO vì sự phản đối của Trung Quốc. Ngoài ra, kể từ tháng 6 năm 2017, Panama, Cộng hòa Dominican, Burkina Faso, Quần đảo Solomon và Kiribati đã từ bỏ quan hệ ngoại giao chính thức đối với Đài Loan. Lý do xuất phát từ những nỗ lực của Trung Quốc. Trung Quốc hỗ trợ kinh tế và các dự án hạ tầng cơ sở cho các quốc gia vừa nêu, đổi lại các quốc gia này cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài, Loan. Đài Bắc. Đến nay, chỉ còn 15 quốc gia có quan hệ ngoại giao chính thức đối với Đài Loan. Chính phủ Trung Quốc đã và có những cái ta tăng đối với hành động ngăn chặn, đe dọa, cấm đoán đối với các cá nhân, tổ chức, quốc gia có liên hệ với Đài Loan. Việc Trung Quốc hiện đại hóa quân sự nhanh chóng đã tạo ra thay đổi trong cán cân quân sự Trung Quốc-Đài Loan. Trung Quốc đang khiêu khích Đài Loan về mặt quân sự một nhóm chiến đấu cơ của Tàu sân bay Trung Quốc thời gian gần đây gia tăng hoạt động ở gần bờ biển Thái Bình Dương của Đài Loan. Nếu các lực lượng vũ trang Trung Quốc được triển khai ở đó vĩnh viễn, điều này sẽ cắt Đài Loan ra khỏi Hoa Kỳ và Nhật Bản. Các hoạt động tàu ngầm của Trung Quốc cũng sẽ gây ra lo ngại. Hơn nữa, trong cuộc khủng hoảng Covid-19, các máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã nhiều lần bay vào không phận Đài Loan. Hợp tác với Đài Loan Quá trình hành động tốt nhất cho Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản và Úc là gì? Có ít nhất 3 bước họ có thể thực hiện. Đầu tiên, họ nên cứu Đài Loan khỏi sự cô lập ngoại giao vào tháng 5 năm 2020. Trong đại dịch Covid, các quốc gia này đã cố gắng nhưng không thành công trong việc hỗ trợ cho nỗ lực của Đài Loan để tham dự Hội nghị Y tế Thế giới của WHO. Khi mà Savaro, Panama và Cộng hòa Dominican kết và thiết lập quan hệ ngoại giao đối với Trung Quốc và bỏ Đài Loan vào năm 2018, Mỹ đã triệu hồi các đại sứ của họ từ các quốc gia này. Những nỗ lực như thế này phải tiếp tục. Các quốc gia mà bỏ Đài Loan để ủng hộ Trung Quốc vì họ quan tâm tới đầu tư từ phía Trung Quốc vào nước họ. Nếu các quốc gia qua và hợp tác Đài Loan trong quá trình dự án chung ở 15 quốc gia công nhận Đài Loan, đây sẽ là một đối trọng hiệu quả với Trung Quốc. Bốn trong số các quốc gia này nằm ở Ấn Độ Thái Bình Dương và chịu áp lực nặng nề từ Trung Quốc. Ví dụ, khách du lịch Trung Quốc là một nguồn thu nhập rất quan trọng đối với Palau. Nhưng năm 2018, Trung Quốc đã cấm công dân của họ đến thăm quốc đảo nhỏ bé này để buộc Palau thiết lập quan hệ ngoại giao đối với Bắc Kinh và chấm dứt quan hệ với Đài Bắc. Ấn Độ Mỹ, Nhật Bản, Úc và Đài Loan nên hợp tác để hỗ trợ các quốc gia như Palau. Thứ hai, các nước Qua đi nên hỗ trợ Đài Loan trong việc di rời các nhà máy từ Trung Quốc đại lục sang các đồng minh khác của Hoa Kỳ và các nước thân thiện, chẳng hạn như Ấn Độ. Các nhà máy Đài Loan ở Trung Quốc mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia, nhưng mà Trung Quốc có thể sử dụng chúng như những con tin để kiểm soát Đài Loan. thứ ba. Các quốc gia qua nên xây dựng khả năng phòng thủ của Đài Loan. Mỹ đã cung cấp cho Đài Loan vũ khí trong nhiều năm, nhưng vì sự phản đối của Trung Quốc, Washington phải đánh giá cẩn thận tình hình mỗi lần Đài Loan muốn mua vũ khí trước khi đi đến quyết định có nên tiến hành bán hay không. Lựa chọn tốt nhất là hỗ trợ để Đài Loan chế tạo vũ khí riêng của mình. Một ví dụ về nỗ lực của Đài Loan sản xuất vũ khí riêng của mình đã xảy ra vào năm 2018. Để đối chọi với các động thái của hải quân Trung Quốc ở phía Thái Bình Dương của Đài Loan, Đài Bắc cần các tàu ngầm thông thường. Tuy nhiên, hạm đội Đài Loan khi đó đã lỗi thời và Mỹ thiếu công nghệ để phát triển các tàu ngầm thông thường mới vì tất cả các tàu ngầm do Mỹ chế tạo đều chạy bằng năng lượng hạt nhân. Đài Loan quyết định bắt đầu một dự án tàu ngầm bản địa. Tuy nhiên, Đài Loan thiếu khả năng tự xây dựng nên phải nhờ vào các nước khác hỗ trợ thiết kế. Tuy nhiên, Đài Loan thiếu khả năng tự xây dựng nên phải nhờ các nước khác hỗ trợ thiết kế. Kết quả là hai công ty từ Mỹ và châu Âu, một từ Ấn Độ và Nhật Bản đã đấu thầu. Đề xuất của Nhật Bản là một điều rất hay và thú vị. Nhà thầu Nhật Bản thuê các kỹ sư từng làm việc tại các nhà sản xuất tàu ngầm và hiện đã nghỉ hưu. Mặc dù họ không quen thuộc với công nghệ mới nhất, nhưng bởi vì Nhật Bản có các công nghệ tàu ngầm thông thường đẳng cấp thế giới, các kỹ sư có thể thiết kế các tàu ngầm đủ tinh vi để đối trọ lại với tàu ngầm của Trung Quốc. Với các rào cản ngoại giao, việc sử dụng các quan chức đã nghỉ hưu sẽ dễ dàng hơn. Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản và Úc cần Đài Loan để họ giúp đối phó với hành vi vô trách nhiệm của Trung Quốc. Bây giờ là lúc để cho các nước qua đi chấp nhận Đài Loan như một đối tác bình đẳng và hỗ trợ trong những nỗ lực của họ. Kính thưa quý vị, nội dung để ngăn chặn dã tâm hành vi bành trướng của Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc cần củng cố, tăng cường sức mạnh và hỗ trợ cho Đài Loan đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung sau.